Khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa 12 và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Tình trạng tự ý chặt phá rừng phòng hộ để chiếm dụng trái phép mặt bằng cơi nới hồ tôm, ao ươm và nhiều công trình khác diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, để lại nhiều hệ lụy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong bản tin thời sự trưa nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã khai mạc sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của đảng, báo cáo kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tiểu ban văn kiện đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện và trình Trung ương tại hội nghị này. Tổng Bí thư nhấn mạnh, báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội, là cơ sở rất căn bản, những căn cứ, lý luận thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác. Lời chúc mừng tốt cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội 13 của đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Về dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng đảng, thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ khóa 12, Tổng Bí thư cho rằng với báo cáo kinh tế xã hội là trung tâm thì báo cáo xây dựng đảng là then chốt. Đề nghị các đồng chí trung ương thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế vướng mắc trong công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, những đề xuất về phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng đảng nhiệm kỳ khóa 13, những kiến nghị của các cấp ủy tổ chức đảng về bổ sung sửa đổi điều lệ đảng, chú ý phân tích chỉ rõ những nhiệm vụ giải pháp đề ra đã sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, đúng trọng điểm hay chưa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2. Đây là buổi tiếp xúc nhằm ghi nhận ý kiến của người dân trước kỳ họp Quốc hội sắp tới. Cũng như mọi lần, bên cạnh những phản ánh về các vấn đề như ngập nước, khó khăn về giao thông, cử tri quận 2 tiếp tục có nhiều ý kiến bức xúc liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 2, nhất là người dân đã bị cưỡng chế thu hồi đất, di rời để phục vụ cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiếp tục kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội làm rõ những sai phạm trong quá trình thực hiện khu đô thị này. Theo đó, người dân cho rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn trả lời câu hỏi của người dân làm 160 hectare tái định cư cho người dân Thủ Thiêm theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ năm 1996 hiện tại nằm ở đâu. Tại sao quy hoạch ban đầu như vậy nhưng hiện tại người dân lại không còn đất để tái định cư tại 5 phường khu đô thị mới Thủ Thiêm, thay vào đó lại phải đi tái định cư ở các khu vực xa hơn như Cát Lái, Nam Rạch Chiếc. Người dân cũng kiến nghị đoàn đại biểu cần làm rõ nội dung mà người dân Thủ Thiêm đã kiến nghị hơn 10 năm qua là 5 khu phố, 3 phường nằm ngoài danh quy hoạch. Các cử tri cho rằng đây là nội dung được kiến nghị rất nhiều trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Từ đó, người dân kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một buổi đối thoại công khai với người dân thuộc 5 khu phố, 3 phường để làm rõ tính pháp lý.
Tại buổi tiếp xúc, một số người dân thuộc khu 4,3 hecta cũng có ý kiến về chính sách bồi thường bổ sung mà Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tại kỳ họp bất thường ngày hôm qua. Người dân cho rằng chính sách bồi thường vẫn chưa theo đúng nguyện vọng của người dân, là nằm ngoài ranh quy hoạch thì không phải di dời. Ngoài ra, người dân chưa hiểu rõ cách tính hệ số bồi thường của thành phố. Bổ sung vào bản này. Đã hơn một tháng kể từ sau vụ cháy tại kho xưởng của nhà máy Rạng Đông. Trong những ngày vừa qua, thì binh chủng hóa học đã phối hợp cùng công ty Urenco 10 thu gom vận chuyển xử lý chất thải của vụ cháy và sau đó tiến hành tiêu tẩy toàn bộ bề mặt hiện trường nhà kho Rạng Đông. Và theo ghi nhận thì hiện công tác này đã hoàn tất, môi trường tại kho xưởng của nhà máy Rạng Đông đã được đảm bảo. Theo đề nghị của thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, binh chủng hóa học đã tiến hành dùng các loại hóa chất và phương pháp tiêu tẩy khác nhau như cơ học, hóa lý theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Binh chủng hóa học đã dùng 4 tấn hóa chất chống lan tỏa, phát tán chất độc, 10 xe chuyên dụng tiêu tẩy và quan trắc, 120.000 lít hóa chất để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất có thể. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi luôn tích cực làm việc với tinh thần và khí thế cao nhất. Chúng tôi làm việc không những ban ngày, ban đêm mà cả trong những giờ nghỉ và ngày nghỉ. Với mục đích mang lại sự trong lành cho nhà máy Rạng Đông cũng như khu vực dân cư xung quanh nhà máy. Sau khi tẩy độc xong, chúng tôi tiếp tục theo dõi, giám sát, lấy mẫu, phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường, báo cáo cơ quan cấp trên. Trong suốt quá trình tiêu tẩy, thiết bị quan trắc được lắp đặt và liên tục quan trắc môi trường xung quanh kho nhà máy Rạng Đông. Binh chủng hóa học tin tưởng sau khi tổng lực tiêu tẩy nhà kho Rạng Đông, môi trường tại nhà máy đã đảm bảo an toàn. Để cho một cách nó khách quan, thì chúng tôi có yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội là trưng cầu một cái đơn vị độc lập để mà lấy mẫu phân tích, đánh giá, so sánh với cả các đối chiếu với các cái quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Khi mà chúng tôi cảm thấy là có an toàn và nó thấp hơn cái giới hạn mà quy chuẩn cho phép thì chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao lại. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành với cái việc kết hợp với các nhà dân và chính quyền phường, chính quyền quận để khảo sát đánh giá cái thiệt hại của dân. Phần thứ hai nữa là cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã lấy lời khai và chụp hình tất cả những cái phần thiệt hại của người dân. Thì sau đây chắc chúng tôi sẽ tiến hành những cái việc những bước tiếp theo đối với các hộ dân xung quanh công ty. Hiện công ty Rạng Đông đang tiến hành xây lại tường bao ngăn cách nhà kho với khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên, với phần diện tích nhà kho đã bị cháy, sau khi được bàn giao, công ty dự kiến sẽ khôi phục một phần để sản xuất ổn định hơn. Thưa quý vị khán giả, tình trạng sạt lở hai bên bờ kênh nước mặn thuộc huyện Cần Đước của tỉnh Long An trong thời gian gần đây đã diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Mặc dù chính quyền địa phương nơi đây và người dân đã chủ động có những biện pháp triển khai, giải pháp khắc phục, thế nhưng vẫn chỉ mang tính tạm thời. Bây giờ đất ở đây là không có còn đường đi nữa, chứ là nhà dân này giờ vô là chừa cái đường cho đi thôi. Nhưng bây giờ cái dân ở cái mấy sông này nè, bây giờ là mấy sao là bí hết rồi. Là đất nó muốn sạt lở giờ nào mình không biết được, chứ giờ quê hương của tổ ở đây giờ bỏ đi cũng không được. Nhìn con nước trước nhà, bà Võ Thị Tuyết không khỏi xót xa về mảnh đất của gia đình đã bị dòng nước dữ cuốn đi. Hơn 20 năm về trước, căn nhà của bà nằm cách bờ kênh này hơn chục mét. Do sạt lở, sụt lún nên đã phải đôn nền, di rời lùi vào nhiều lần. Nay dù nhà đã vào bên trong khá xa, nhưng người dân vẫn vô cùng bất an, lo lắng. Vì diễn biến sạt lở ngày càng có xu hướng phức tạp. 5 năm nay là sạt lở vô là quá trời nhiều. Có nguyên là mấy một tháng, 2 tháng nay là vô cỡ 4 thước mấy, 5 thước. Nếu mà sạt lở nữa là tôi không có tiền mua nhà, mua đất ở là kể như mất nhà luôn. Kênh nước mặn chảy qua địa bàn hai xã Long Hữu Tây và Long Hữu Đông. Con kênh này được đào cách đây hơn 100 năm. Trải qua thời gian, hiện kênh biến thành một con sông lớn rộng khoảng 160 mét. Là tuyến giao thông huyết mạch, mỗi ngày có cả ngàn lượt xà lan, tàu chở hàng hóa từ các tỉnh, thành phố miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Năm nay, tình trạng sạt lở tại đây lấn sâu vào đất liền nhiều hơn. Mới đây nhất, tại khu vực xã Long Hữu Đông vừa bị sạt lở thêm đoạn đê bao dài khoảng 20 mét, ăn sâu vào bờ hơn 4 mét. Trung ương cũng đã có ghi nhận
và đã đến khảo sát và có chủ trương để xây dựng cái bờ kè qua cái kênh nước mặn và sông Rạch Cát. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì các bộ ngành có đến tổ chức triển khai, nhưng mà về tiến độ thì tương đối chậm. Qua đây thì địa phương cũng sẽ phối hợp với tỉnh tiếp tục là kiến nghị các bộ ngành trung ương tập trung khảo sát và tổ chức triển khai sớm cái dự án bờ kè kênh nước mặn để đảm bảo ổn định cuộc sống của bà con ở hai xã Long Hữu Đông và Long Hữu Tây. Được biết, dự án xây dựng bờ kè kênh nước mặn đã được chính phủ dự kiến thực hiện từ năm 2012. Nhưng 7 năm qua, mọi việc vẫn nằm trên giấy, trong khi hàng trăm hộ dân hai bên kênh đang sống trong thấp thỏm lo âu khi sạt lở có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Từ khi Ủy ban Nhân dân xã Phổ An, huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương cho các hộ dân thuê đất dọc theo bờ biển thôn An Thổ để nuôi tôm thẻ chân trắng, cũng là lúc mà nhiều hệ lụy xảy ra. Và đáng kể nhất là việc các hộ này đã tự ý chặt phá những gốc dương hay còn gọi là phi lao thuộc rừng phòng hộ để chiếm dụng trái phép mặt bằng cơi nới hồ tôm, ao ươm và nhiều công trình khác. Theo quy hoạch, các hồ nuôi phải cách xa chủ điện, đường mòn được xem là mốc phân định với rừng phòng hộ từ 5 đến 7 mét. Tuy nhiên, đa số chủ hộ đều vi phạm về khoảng cách khi cố tình cơi nới ao ươm. Có nhiều người họ có làm một hai ao ươm thì cũng vài ba chục mét gì đó thôi, là mấy chục mét vuông rồi cũng nhỏ nhỏ thôi mà nó cũng không, nói chung cũng lắng vô đâu. Nhiều công trình khác như nhà ở, khu trại nuôi gia cầm cũng mọc lên la liệt trên đất rừng phòng hộ. Không những thế, nạn khai thác cát trộm cũng diễn ra nhiều năm nay, khiến những gốc dương cổ thụ bị bức tử khi bị sới bật gốc. Lấn chiếm rừng là phải nhiều lúc phải có các tổ và đi tới từng hộ nuôi tôm để mình làm cái thuyết phục tuyên truyền. Nếu mà thấy cái hộ nào mà cảm thấy là quá mức cũng phải mời vô để xử lý. Rừng dương đó là có nhau giống như là một cái lá cỏ sống đối với xã Quan. Cái này nó có tác dụng là nó ngăn bão này, tránh cát. Tuy nhiên thì có một vài hộ thì thiếu ý thức thì họ có xâm phạm ở rừng dương, thì địa phương là cương quyết xử lý cái này để trả lại diện tích đúng cho cái rừng phòng hộ. Thời gian đến thì sẽ giao cho cái cộng đồng thôn đó, thì sẽ tổ chức hàng tháng tuần tra kiểm tra về cái việc mở rộng lấn chiếm hồ tôm để cho mình có cái biện pháp kịp thời xử lý. Toàn xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi có gần 300 hectare đất rừng phòng hộ. Việc xâm chiếm, phá hoại rừng dương làm ao nuôi tôm, trồng keo cũng như khai thác cát lậu đã khiến cho lá phổi xanh bị biến dạng. Chính quyền xã Phổ An cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa để chấm dứt ngay tình trạng này. Bản tin thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư có cơ hội được điều trị bệnh, thì sáng nay Bệnh viện Ca Trung ương đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày Mai Tươi Sáng phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo với thông điệp Một tin nhắn triệu nghĩa tình gửi trao. Chiến dịch được phát động từ nay đến hết ngày 23 tháng 11. Mỗi tin nhắn với cú pháp UT gửi đến 1406 sẽ là một thông điệp yêu thương gửi đến cho người bệnh ung thư và có thêm 15.000 đồng được chuyển đến các chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo trên cả nước. Cũng tại lễ phát động ngày hôm nay, tất cả cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện K đã cùng nhắn tin ủng hộ người bệnh. Đây là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và Bệnh viện K nhằm tiếp thêm nghị lực, hy vọng và niềm tin cho bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ có thêm điều kiện để chữa bệnh và sớm trở lại với cuộc sống. Trong 9 tháng vừa qua, Bệnh viện K đã kết nối và tiếp nhận từ thiện từ các tổ chức cá nhân với số tiền 14 tỷ đồng, hỗ trợ trao cho hơn 33.600 bệnh nhân ung thư và trao quà cho 57.300 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, kiến trúc và cuộc sống của Hà Nội từ lâu đã trở thành niềm cảm hứng cho các nghệ sĩ. Trong dịp kỷ niệm giải phóng thủ đô năm nay, một chương trình ký họa về Hà Nội đã được tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 300 họa sĩ, người đam mê ký họa đến từ 18 quốc gia trên thế giới. Mỗi họa sĩ đến với Hà Nội đều có một câu chuyện, một cảm nhận khác nhau về thành phố để sáng tạo tác phẩm của mình. Năm 1969, Iris, một kiến trúc sư người Australia vẫn còn là một cậu sinh viên trẻ tuổi, đã vô tình bắt gặp những bức ký họa về Hà Nội trong một cuốn sách. Ấn tượng về nét kiến trúc đặc biệt của thành phố này đã khiến ông nuôi ước mơ được một lần đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi tới Hà Nội.
Tôi thực sự choáng ngợp với những nét kiến trúc cổ của Hà Nội. Tôi thấy các bạn thật may mắn khi vẫn giữ gìn được điều đó. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng Hà Nội vẫn tạo cho tôi ấn tượng đặc biệt bởi cuộc sống nơi đây mang đậm tính truyền thống từ những con phố và căn nhà nhỏ bé. Kiến trúc sư Iris là một trong số 300 họa sĩ từ 18 quốc gia trên thế giới đến Hà Nội trong dịp này để tham dự dự án về ký họa Hà Nội. Dự án nhằm quảng bá đến bạn bè quốc tế những nét đẹp đặc trưng của thành phố nghìn năm tuổi. Đa phần các họa sĩ đến đây là những người không chuyên, làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng ở họ có một điểm chung, đó là tình yêu và ấn tượng đặc biệt về Hà Nội. Tôi đến Hà Nội du lịch vài lần và có một số bạn bè ở đây. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội với tư cách là một họa sĩ để vẽ. Có thể nói rằng Hà Nội là một thành phố rất tuyệt đối với những người yêu vẽ ký họa. Bởi mỗi con phố, mỗi ngóc ngách ở đây đều rất đẹp. Tôi cũng có thể ngồi xuống ở bất kỳ đâu để vẽ. Khi mà mọi người đến Hà Nội thì hầu hết mọi người đều có một cảm nhận là Hà Nội rất là đẹp. Rất là thân thiện và nói chung là cái nó không to tát nhưng mà mọi thứ những nơi điểm vẽ nó đều có những cái đặc thù riêng và nó làm cho có sức hấp dẫn. Sau khi kết thúc chương trình, các tác phẩm này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phố đi bộ Hoàn Kiếm trong suốt tháng 10. Sau đó các bức họa sẽ được tặng lại cho Bảo tàng Hà Nội trưng bày và lưu giữ. Chiêm ngưỡng những tác phẩm ký họa này cũng là cách để chúng ta tìm về những cảm xúc trọn vẹn của tình yêu với Hà Nội sau những xô bồ của cuộc sống thường nhật. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến hết ngày 13 tháng 10 thì du khách khi đến với thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ của chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại Vườn Hoa Trung Tâm hướng đến Festival Hoa Đà Lạt 2019 vào cuối năm nay. Du khách và người dân Đà Lạt sẽ được hòa mình trong một bữa tiệc ánh sáng hoành tráng. Hơn 100 mô hình được thiết kế rất độc đáo làm bằng hàng ngàn ánh đèn LED tạo thành những đồi bướm bướm, vườn hoa hồng và nhiều tiểu cảnh khác cho du khách chụp ảnh. Cũng tại đây thì nhiều công trình mô phỏng kỳ quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới như là tháp Eiffel của Pháp, núi Phú Sĩ của Nhật Bản, những con đường ánh sáng cũng đã được tạo dựng. Điểm nhấn của chương trình đó chính là hai đường hầm ánh sáng được thiết kế bằng hàng ngàn bóng đèn LED chạy màu kéo dài khoảng 100 mét. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.